Ở giờ thứ nhất nói về xây dựng tổ chức công ty, thầy trò mình đã đi với nhau rất sâu về trình tự các bước làm căn cứ từ chuỗi giá trị vận hành công ty để xây dựng đến sơ đồ tổ chức mà chỉ rõ được đến tận chức năng nhiệm vụ của các phòng ban bộ phận, làm cơ sở bổ nhiệm và bố trí nhân sự. Nó là bước thứ nhất trong quá trình tạo không gian phát triển cho nhân sự cấp trung, là bước đầu của quá trình chuẩn bị cho trao quyền và giao khoán toàn diện. Tuy nhiên, để cho các công ty có cái sự hiểu sâu hơn nữa và tránh được đi những cái khúc mắc cũng như cái hiểu lầm, thì giờ tiếp theo thầy sẽ nói về một cái chủ đề bổ trợ liên quan đến cái việc xây dựng tổ chức này và một số cái khuyến nghị quan trọng để chúng ta không mắc phải trong quá trình chúng ta triển khai ứng dụng. Nội dung kế tiếp, chúng ta sẽ bàn về công năng của kiểm soát nội bộ từ hệ thống tổ chức vận hành và một số khuyến nghị quan trọng. Ở cấp quản trị thì từ hội đồng quản trị hoặc là từ đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều thành viên, thì chúng ta còn có một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm gì ạ? Ban kiểm soát. Đó. Thì phân biệt chỗ này giúp cho. Vì trong sơ đồ tổ chức có thể chúng ta sẽ vẽ từ cấp của hội đồng quản trị, từ cấp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Thì phân biệt giúp thầy nhé. Ban kiểm soát là cái ban mà nó thực thi kiểm soát của hội đồng quản trị. Ban điều hành xem các anh các chị có làm đúng với nghị quyết của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và của đại hội đồng cổ đông hay không. Đấy. Tức là nó kiểm soát thì bao gồm cả kiểm soát hội đồng quản trị. Thì cái đấy cái ban. Và cái ban đấy là theo quy định của pháp lý. Và đối với công ty cổ phần thì cái chức danh bây giờ là thư ký hội đồng quản trị là bắt buộc. Đấy. Thì đối với công ty cổ phần mà nếu chúng ta hoạt động đúng thì nó là như thế. Thì cái đấy là theo quy định rồi. Quy định pháp lý doanh nghiệp không có bàn cãi. Nhưng mà các công ty thường thì vẫn giảm tiện cái chỗ này. Cho nên là thôi có thì có, không có chắc cũng chưa có vấn đề gì lắm. Thì đấy nó thuộc về cái chức danh có liên quan đến hình thức pháp lý của công ty. Nó khác với khái niệm của kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ là cái phòng ban bộ phận nó có chức năng. Thứ nhất, chức năng thứ nhất là nó định hình lên được cái luồng kiểm soát, quy trình và tiêu chuẩn, định mức, hạn mức, quyền hạn của các phòng ban bộ phận. Dựa theo cái kết quả mà chúng ta đã bàn ở giờ trước, xem từ cấp điều hành, các phòng ban bộ phận đến nhân viên nghiệp vụ ở phía dưới có tuân thủ hay không tuân thủ. Tức là nó đánh giá tính tuân thủ. Đầu tiên là xây dựng này, nó tham gia xây dựng hệ thống, rồi duy trì, dẫn dắt toàn đội ngũ trong công ty thực thi cái hệ thống đấy. Và định kỳ thì đánh giá tính gì? Tính tuân thủ. Là cái chức năng thứ nhất liên quan đến cái khái niệm của kiểm soát nội bộ. Thứ hai này. Thứ hai là cái công năng kiểm soát nội bộ thứ hai là nó gì ạ? Là nó đánh giá cái tính lỗi thời của hệ thống vận hành. Ví dụ, quy trình biểu mẫu có lỗi thời không? Phương pháp đào tạo dẫn dắt nghiệp vụ nhân viên đã bị lỗi thời chưa? Hay là trong cái quá trình thực hiện như vậy thì nó đánh giá cái tính không phù hợp của các quy trình, quy chuẩn, tài liệu, biểu mẫu, định mức, hạn mức. Thì cái đấy là gì ạ? Nó thuộc về đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn. Thứ ba là nó khuyến nghị và phòng ngừa các rủi ro. Khuyến nghị và phòng ngừa rủi ro là chính. Ví dụ rủi ro giao dịch giá trị lớn. Ví dụ nó phòng ngừa rủi ro với khách hàng rủi ro. Ví dụ nó phòng ngừa rủi ro trong đầu tư. Nó phòng ngừa rủi ro trong tài chính. Phòng ngừa rủi ro trong nhân sự. Nó phòng ngừa rủi ro đối với lại cái việc lạm quyền của các nhân sự quản lý. Tất cả cái đấy đều chỉ đặt ra vấn đề phòng ngừa. Chứ chưa bao giờ người ta đặt câu chuyện kiểm soát nội bộ là quá trình đi kiểm tra lẫn nhau. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp ở chúng ta là khi đặt ra cái phòng ban bộ phận có tên là kiểm soát nội bộ thì lại bố trí nhân sự đi kiểm tra chéo lẫn nhau. Thì nó chỉ gây ra sự phiền hà, mất đoàn kết mà thôi. Cho nên, nếu ở bước thứ nhất
chúng ta đã xây dựng được hệ thống tổ chức vận hành thông suốt, thì bản thân cái hệ thống tổ chức vận hành đấy nó có công năng tự kiểm soát nội bộ. Tức là cách kiểm soát nội bộ tốt nhất là kiểm soát bằng hệ thống. Cho nên khi công ty chưa đủ lớn thì công ty không nhất thiết phải bố trí phòng ban kiểm soát nội bộ, rõ chưa? Còn hiện nay có một trào lưu rằng ở các công ty lớn, các ngân hàng, họ có một trào lưu hoặc một số ý kiến cho rằng việc thực hiện phòng ban kiểm soát nội bộ nó đang đình trệ quá trình kinh doanh, nó đang hành chính hóa và nó gây ra cái sự lãng phí hoặc mất đoàn kết. Thì tôi cho rằng đó là cách hiểu sai và kỳ triển khai chưa đúng công tác kiểm soát nội bộ mà thôi. Kiểm soát nội bộ công năng lớn nhất của nó là monitor, tức là dẫn dắt cả một đội ngũ làm cho đúng. Còn nếu làm chưa đúng thì phải sửa chữa, thì phải cải tiến, thì phải đào tạo, thì phải dẫn dắt. Chứ không phải đi kiểm tra chéo lẫn nhau, xem theo anh thì chỗ này mày làm sai, theo chị thì chỗ kia em làm chưa đúng, vân vân. Những cái như thế chỉ mất đoàn kết cho nhau mà thôi. Vậy thì kết luận lại, một hệ thống tổ chức và quy chế tổ chức vận hành được xây dựng tốt thì tự nó có công năng của kiểm soát nội bộ. Ví dụ, nếu như trong cơ chế tổ chức vận hành, quy chế tổ chức vận hành, chúng ta đã vạch ra luồng công việc thông suốt cho khối kinh doanh, khối mua hàng, khối sản xuất, khối tài chính kế toán, v.v. và quy định rõ ràng công việc và hồ sơ phát sinh ở phòng ban bộ phận nào thì phải tuân thủ đúng biểu mẫu, đúng định mức, đúng thời gian và phải xử lý tròn trịa toàn bộ kết quả hồ sơ chứng từ rồi mới chuyển sang làm đầu vào cho phòng ban bộ phận khác. Thì cái cách làm đấy là cách làm tự kiểm soát. Ví dụ, phòng bán hàng phải xử lý xong bộ hồ sơ của đơn hàng rồi mới được chuyển sang phòng dự án hoặc chuyển sang phòng kế toán. Thì nếu phòng kế toán họ thấy không ổn, họ đẩy ra là tự nó kiểm soát rồi. Chứ không phải đi bố trí người đi kiểm tra lại công việc của người làm trước đó. Cái đó nó rất phiền hà. Cho nên tôi mới nói rằng là gì ạ? Sơ đồ tổ chức công ty là cách bài binh bố trận để thực thi cái chuỗi giá trị và mô hình. Đấy. Để nó tạo ra cái luồng công việc thông suốt thì cái luồng công việc thông suốt với quy trình biểu mẫu, tài liệu, số liệu, định mức được ban hành nó chính là hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh nhất. Nhá. Và nếu như đội ngũ nhân sự có tay nghề tốt, có nghiệp vụ tốt, có thái độ tốt, có văn hóa làm việc tốt thì nó mang lại cái hiệu lực cho kiểm soát nội bộ. Ý là như thế. Tức là có ban hành nhưng phải có thực thi. Có ban hành, có tuân thủ. Sợ nhất là ban hành thì rất nhiều nhưng không ai tuân thủ. Thành ra cứ mệnh lệnh miệng với nhau là không ăn thua, là nó hay cãi nhau lắm. Thì đấy, cái thứ nhất là gì ạ? Nói về kiểm soát nội bộ, nó là như vậy. Ý thứ hai là một số khuyến nghị quan trọng. Cái khuyến nghị thứ nhất là khi chúng ta xây dựng và soạn thảo cái tài liệu gọi là chức năng nhiệm vụ của các phòng ban thì chúng ta nhớ cho thầy chức năng nhiệm vụ thì phải chia rõ thành hai cái khối. Khối thứ nhất gọi là khối sản xuất kinh doanh trực tiếp và khối thứ hai là khối quản lý gián tiếp, để làm cho nó rõ. Sau nếu cần thì thầy sẽ nói rõ chức năng nhiệm vụ của từng cái khối này thường nó sẽ bao gồm những gì. Đúng không? Đối với cái khối trực tiếp này này thì nó có hai phần của chức năng nhiệm vụ. Phần thứ nhất là phần vận hành. Phần thứ hai là phần quản lý. Ví dụ, phòng mua hàng thì có các chức năng nhiệm vụ vận hành mua hàng và các chức năng nhiệm vụ quản lý mua hàng. Rõ không ạ? Phòng bán hàng hoặc phòng kinh doanh thì sẽ có chức năng nhiệm vụ vận hành kinh doanh và chức năng nhiệm vụ quản lý kinh doanh. Bộ phận sản xuất hoặc xưởng sản xuất thì sẽ có gì? Chức năng nhiệm vụ vận hành sản xuất và chức năng nhiệm vụ quản lý sản xuất. Vừa nãy đầu giờ có bạn trao đổi với thầy rằng là chức năng nhiệm vụ rồi sơ đồ tổ chức thì có phải cập nhật khá là liên tục 6 tháng bởi vì nó thay đổi với hoàn cảnh.
Thì tôi thì không nhìn nhận như vậy. Tôi cho rằng là có thể ban đầu chúng ta đã không lường trước hết được tất cả những bài toán này, nên chúng ta đã quy định thiếu chức năng nhiệm vụ. Và khi chúng ta thấy thiếu, chúng ta bổ sung. Và giờ một nỗi là khi bổ sung như vậy, nhân sự họ tưởng rằng thêm việc cho họ, nhưng thực ra phải đặt vấn đề ngược lại là trước kia tôi đã bố trí thiếu công việc cho bạn, chứ không phải bây giờ thêm việc cho bạn. Và với người lao động, nó có một cái điều kỳ diệu, đó là không phân biệt nhiều việc hay ít việc, miễn là cứ được thỏa thuận từ đầu thì nó không phản kháng. Thấy không? Chứ còn ban đầu ông giao nó 3 việc, thế nhá, làm tốt rồi sau lại giao thêm việc nữa là đòi tăng lương liền này. Và phản kháng liền này. Nhưng phản kháng cũng không sợ. Cái sợ nhất là sự bì tị lẫn nhau giữa các phòng ban bộ phận, giữa các nhân viên trong cùng một phòng ban bộ phận. Cái đó nó mới độc hại. Bì tị, bạn nào kiểm soát được cảm xúc thì giấu được cái cảm xúc đi. Nhưng bạn nào nó không giấu được cảm xúc là nó bộc lộ ra ngoài cái khuôn mặt. Nhìn cái mặt thấy khó chịu rồi. Bước đến công ty nhìn thấy đồng nghiệp là đã không muốn làm. Thì cái đấy nó dở lắm. Công ty thôi mà, làm việc thôi mà. Một là phục vụ kinh doanh, hai là kiếm tiền để sống. Việc gì phải khó chịu với nhau, đúng không? Làm được thì làm, không làm được thì bye bye. Cho nó vui vẻ, môi trường nó nên trong lành và hạnh phúc. Ok, thì đây là cái khuyến nghị thứ nhất. Đấy, là khuyến nghị có liên quan đến cấu trúc của một bản chức năng nhiệm vụ. Nó phải như thế mới đủ. Đấy, cho nên tới đây về là khối trưởng phòng ban bộ phận là hoa mắt chóng mặt chỗ này này. Cho nên chúng ta thấy á, ở các cái công ty mà họ có quy mô một chút, chuyên nghiệp một chút, hoặc các doanh nghiệp nước ngoài, thì những nhân sự gốc chung của họ khi họ lên đường, họ làm việc và công tác với chúng ta, gần như nó có toàn quyền để quyết định mọi việc trong câu chuyện xử lý đàm phán với chúng ta. Còn ở chỗ chúng ta nhỏ quá và không lường trước hết được chuyện này, thì rất có thể nhân viên đến hôm nay làm việc vạch ra rất nhiều câu chuyện, khách hàng đối tác đặt ra một số vấn đề, nhưng mà phải đợi em về hỏi sếp em đã. Sếp thì đang đi công tác từ từ, đúng không? Hỏi sếp không được, đi hỏi thằng khác, mãi không ai quyết định được. Đấy, cho nên nếu không thông chỗ này thì đừng mong trao quyền và đừng mong giao khoán. Bởi vì chúng ta sẽ thấy bản chất của câu chuyện ở chỗ, khi chúng ta muốn trao quyền giao khoán, tức là phải trao cho họ cái quyền quyết định ngay khi vấn đề nó phát sinh, thì việc nó mới nhanh. Chứ không thì chứng từ nó sẽ cứ chạy lòng vòng trong công ty mãi. Đó. Thì đấy là cái gì ạ? Cái khuyến nghị thứ nhất là cấu trúc của một bản chức năng nhiệm vụ gồm các thành phần nào. Khuyến nghị số 2. Khuyến nghị số 2 này chúng ta cứ nhớ nôm na cho tôi, vì anh em miền Bắc đây tôi dùng cái câu là cưa đứt đục suốt. Tức là luồng công việc thông suốt và đứt đoạn. Luồng công việc này, hồ sơ chứng từ là phải thông suốt. Rồi phải đảm bảo đơn giản và đơn cấp. Đơn giản và đơn cấp. Tránh trường hợp là một cái chứng từ thôi mà phải xin qua quá nhiều phòng, quá nhiều cấp phê duyệt. Ví dụ như là toàn bộ hồ sơ chứng từ của khối mua hàng thì bộ phận mua hàng hoặc bộ phận cung ứng phải xử lý trọn vẹn. Từ thư từ thương mại, hợp đồng, báo giá, giao hàng, thanh toán, hóa đơn đầu vào là phải đóng gói trọn bộ ở chỗ mua hàng rồi chứ. Kẹp cùng với phiếu nhập kho ở bộ phận kho, rồi mới trả về cho phòng kế toán. Còn nếu bạn muốn lưu hồ sơ để quản lý công việc trong lâu dài thì photo sao y bản chính hoặc photo đóng dấu treo lên một bộ mà lưu. Hoặc bây giờ scan lưu online, còn trả về chứng từ gốc cho phòng kế toán để họ xử lý. Như vậy thì phòng kế toán họ sẽ có điều kiện để kiểm soát. Còn nếu như phòng mua chỉ biết mua, phòng bán chỉ biết bán, sản xuất chỉ biết sản xuất, vận tải chỉ biết vận tải, toàn bộ hồ sơ chứng từ đẩy sang hành chính với kế toán làm hết, thì toi là vì phòng kế toán sẽ chỉ cắm đầu vào để làm hồ sơ, không có thời gian làm nghiệp vụ. Đôi khi chúng ta trách sao của người ta, phòng tài chính kế toán nó biết lập kế hoạch, nó biết kiểm soát định mức, thế còn công ty mình thì lại không làm được cái việc đấy. Có làm được hay không làm được, chỉ có 20% nó phụ thuộc vào năng lực nhân sự thôi, còn 80% nó do cái thằng hệ thống nó quyết định.
nó do cái cách bố trí bài binh bố trận của chúng ta nó quyết định. Vì nếu bài binh bố trận không khéo thì có phải phòng kế toán chỉ đi xử lý hồ sơ đã hết ngày không? Nếu hết ngày rồi thì lấy đâu ra cái thời gian mà kiểm soát đấy? Nhưng mà nếu như hồ sơ chứng từ được luân chuyển theo cách mà tôi vừa mới nói là đây, thậm chí là chứng từ mua hàng, bộ phận mua hàng cũng nhập liệu sẵn lên phòng kế toán, sẵn lên phần mềm, đến khâu của phòng kế toán là nó xem bút toán, xem đúng không, lúc bấy nó mới kiểm xem đúng đơn giá không, đúng bộ hồ sơ không, cho duyệt ghi sổ, ok, thì họ mới có cái thời gian và điều kiện để xét duyệt, để kiểm soát lại vòng 2. Mọi bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến tiền vào, tiền ra, định mức, hạn mức, thanh toán thì công ty đều phải đảm bảo rằng nó được triển khai 2 bước. Bước 1 là bước khởi tạo hồ sơ và luân chuyển. Bước 2 là bước xét duyệt, đánh giá và chấp nhận. Thì cái bước xét duyệt đánh giá đấy luôn luôn là cái phòng tài chính kế toán. Còn đơn vị nào có thêm phòng kiểm soát nội bộ nữa thì những giao dịch lớn thì sẽ phải qua tiếp kiểm soát nội bộ. Còn quá trình khởi tạo hồ sơ như thế nào thì phòng ban nào làm, phòng ban đấy tự thực hiện. Nó không có khó gì cả. Thí dụ như là một số cái bộ phận bán hàng thì khi tôi đặt vấn đề này ra, họ bảo với tôi là bọn em chỉ biết bán thôi, và điện telesale làm truyền thông bọn em làm tốt lắm, nhưng bây giờ bảo bọn em làm đơn hàng bọn em không biết làm, trong khi nó dễ ẻ cả. Cái mẫu đơn hàng đấy nhá, tôi hướng dẫn cho bạn, nếu bạn thực sự cầu thị trong vòng 30 phút bạn biết làm. Không có gì là không biết làm cả, vì đó là nghiệp vụ của bạn. Bạn sẽ làm tốt hơn rất rất nhiều. Hay là cái câu chuyện về theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ, thì rõ ràng ai là người giao dịch với khách, đặc biệt khách B2B, thì có phải sẽ nắm được nội tình tốt hơn không? Nắm được nội tình tốt hơn, hiểu được khách hàng hơn thì rõ ràng kết quả công việc tốt hơn. Đừng để nó dắt dây. Thế rồi kết hợp giữa cái luồng công việc đó với cái cơ chế là trao cái định mức hạn mức cho người ta quyết định ở cấp độ phòng ban, thì gần như không bao giờ cần phải hỏi lên đến giám đốc. Cứ 2 phòng ban bộ phận họ thông qua, các trưởng phòng họ thông qua là thông qua rồi. Ví dụ nhân viên phòng kinh doanh xin đi công tác cần phải tạm ứng công tác phí. Nếu chúng ta không trao quyền, không giao khoán, không tạo luồng thông suốt, tức là trưởng phòng kinh doanh không có quyền quyết định, thì nhân viên sẽ phải làm cái đề nghị đi công tác, đề nghị tạm ứng công tác phí, trình lên phòng hành chính trình lên gì ạ? Giám đốc phê duyệt xong rồi xuống phòng kế toán trưởng ký rồi thì sang thủ quỹ lấy tiền. Mệt không? Ít nhất 5-6 bước. Ngày nay không cần thiết phải như thế nữa. Ngân hàng thì toàn bộ là Internet Banking và Mobile Banking hết rồi. Thứ nữa là cái việc đó nó sẽ khiến các anh chị đôi khi gặp phải cái rủi ro khôn lường. Là với quy trình như thế, xong phòng kế toán lại yêu cầu là mày đi công tác nhé, có ngủ ở đâu thì nhớ phải cái chỗ có hóa đơn về mới được thanh toán đấy. Không hóa đơn về công ty không thanh toán cho đâu đấy, nó mất tiền. Thế bây giờ nó ngủ ở cái chỗ mà không có hóa đơn, thế là nó về, nó tìm cái chỗ nào bán hóa đơn rẻ, nó mua luôn cái hóa đơn về nó thanh toán với công ty. Đến lúc kiểm tra thuế, công ty dính 1-2 cái hóa đơn có vài trăm ngàn thôi, nhưng hóa đơn của thằng bỏ trốn mất tích, thằng buôn bán hóa đơn chết chưa? Chết chắc. Trong khi những thứ đó hoàn toàn có thể chuyển sang làm định mức giao khoán mà không cần phải có hóa đơn đỏ, gọi là hóa đơn tài chính đó. Chỉ cần có định mức thôi, công ty áp dụng là được. Vậy thì cái định mức đó nó kèm theo cái hạn mức về mặt ngân sách mà công ty đã giao cho phòng kinh doanh, thì hãy để cho phòng kinh doanh họ tự quyết, miễn là không vượt quá ngân sách công ty cho phép. Thì không ai phải hỏi ai cả, và cái chuyện đó nó rất là tốt. Thế nhiều khi giám đốc bảo nhưng mà em khoán thừa. Khoán thừa thì nói thẳng ra đi, là nếu nó tiết kiệm được thì nên cho nó ăn. Còn nếu anh chắc cú quá thì cho họ ăn 60 hoặc 50%, còn lại thì công ty thu hồi. Không thiệt đâu mà sợ. Còn cái kiểu kiểm tra chi tiết, chúng ta tưởng rằng như thế chúng ta quản được, nhưng tôi khẳng định không quản được tí nào. Mà mỗi một khi xin thanh toán là chúng ta khó chịu lắm, vì chúng ta không kiểm soát được mà. Cái giống đời không kiểm soát được khi ký là nó khó chịu. Thì đấy là gì? Cái khuyến nghị số 2. Khuyến nghị số 3,
Khuyến nghị số 3, đó là nhất quán. Ở trong thời gian đủ dài, đủ dài ở đây tối thiểu là 1 năm tài chính, cơ chế chính sách, chức năng nhiệm vụ đã ban hành, thì nó cần phải được triển khai áp dụng nhất quán trong ít nhất 1 năm tài chính. Rồi sửa rồi thì sửa. Trừ trường hợp ngay khi ban hành ra, cả công ty cùng thấy rằng nó sai hệ thống, nó dẫn đến rủi ro phải trả giá rất lớn, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái thủ tục, nó gọi là họp nội bộ, để bàn và đi đến thống nhất rồi mới sửa, tránh trường hợp giám đốc đưa ra quyết định sửa đơn phương. Anh em nó không hiểu, tránh sửa đơn phương. Đành rằng quyền của mình thì mình có quyền, nhưng quyền dùng đúng chỗ. Còn cái quyền này nó thuần túy là quyền hành chính thôi, hay không? Lạm dụng chỗ này là mất lòng anh em. Cố gắng giữ cho nó nhất quán. Nếu nó có chưa chuẩn một chút thì chúng ta nên chấp nhận. Vì sao ạ? Đối với quản lý tổ chức, quản lý con người, chẳng có gì là hoàn toàn tròn trịa hoàn hảo cả. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận, quản chặt thứ này thì hệ lụy là thế kia. Đạt được mục tiêu này thì phải chấp nhận rủi ro bằng thế kia. Ví dụ, nếu đã chấp nhận cái việc giao quyền cho người ta trong phận sự của chức năng nhiệm vụ, thì cũng phải chấp nhận đôi khi người ta quyết định nó không chuẩn hoặc có thể sai. Thì mình nên chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, vì nếu không, họ sẽ không bao giờ lớn được. Nhân sự của chúng ta sẽ không bao giờ tự tin mà đưa ra bất kỳ một quyết định nào, thứ gì cũng về hỏi sếp. Vậy là sếp trở thành trợ lý trung thành cho các nhân sự cấp trung, tuyển thêm gì thư ký nữa, thế là mình làm trợ lý nốt cho cả thư ký. Xong rồi nó cứ tắc ở chỗ nào thì mình đi thông chỗ đấy, gọi là giám đốc thông tắc. Mà với cách phân tích như thế, chúng ta sẽ thấy phần lớn nó đều sinh ra từ hệ thống, chứ hoàn toàn không sinh ra từ ý chí đâu nhé. Cái khuyến nghị thứ tư là khuyến nghị về vấn đề kiêm nhiệm. Kiêm nhiệm ở trong các doanh nghiệp có 2 loại kiêm nhiệm. Một là kiêm nhiệm cố định. 2 là kiêm nhiệm tạm thời. Kiêm nhiệm cố định là một vị trí công việc nào đó mà số lượng giao dịch nó ít, hồ sơ chứng từ nghiệp vụ nó ít, nó không nhiều, nó không đủ để bố trí một nhân sự ở đó. Rồi này, có một nhân sự khác cũng đang thừa quỹ thời gian của mình, thì công ty xét thấy năng lực và thái độ mà phù hợp thì sao? Thì bố trí kiêm nhiệm. Nhưng trong hợp đồng lao động và bố trí phân công công việc cho người ta phải nói rất rõ. Ở vị trí số 1 là vị trí bạn làm chính thì mô tả công việc, kết quả đánh giá và lương là bao nhiêu. Ở vị trí kiêm nhiệm thì mục tiêu công việc, kết quả đánh giá và lương là bao nhiêu. Rành mạch ra. Chứ tôi thấy cái chuyện kiêm nhiệm này ở các doanh nghiệp nó xảy ra như cơm bữa. Điều động gì ạ? Linh tinh cả. Nhưng không rõ được là ở vị trí thứ nhất lương em bao nhiêu, ở vị trí thứ hai lương bao nhiêu, mà cứ biết là gì ạ? Chỗ này 2 việc đấy nhưng nó ít việc, mày nhận 10 triệu thế là đủ rồi. Không ăn thua, cứ phải nói rõ. Kể cả chỉ có 8 triệu nhưng phải nói rõ, vị trí thứ nhất 5 triệu, vị trí thứ hai gì? Kiêm nhiệm 3 triệu. Là phải làm rõ cái này ra giúp tôi. Còn cái loại thứ hai là kiêm nhiệm tạm thời, thì phải quy định rõ trong quy chế tổ chức vận hành. Cũng cần phải quy định rõ trong mô tả công việc. Và càng phải quy định rõ trong gì ạ? Trong hợp đồng lao động. Đó là nếu bạn làm việc trong phòng ban bộ phận nào đó mà đồng nghiệp của bạn bị khuyết thiếu tạm thời, nghỉ ốm, nghỉ đau, nghỉ sinh, thì đương nhiên gì ạ? Các bạn trong phòng phải có trách nhiệm theo sự điều động của trưởng phòng hoặc giám đốc là kiêm nhiệm tạm thời cái công việc đó. Tránh trường hợp là việc đến chân rồi phải xử lý, giao cho người ta. Người ta bảo đó không phải việc của em, việc của con kia, nó đang nghỉ phép, đợi nó đi làm lại rồi nó xử lý. Thì chuyện đó là không được.
Đôi khi sự không được đấy đúng là nó có xuất phát từ cái tâm thế làm việc của người ta. Cái tính sẵn sàng của người ta nó không cao. Vì với người sẵn sàng nó không bao giờ nói thế cả. Nhưng đôi khi có những người rất sẵn sàng nhưng đang có một sự bất mãn hoặc bất hài lòng với một số cơ chế chính sách của công ty, thì nhân tiện cơ hội đó là nó bột phát ra ngay, nói liền. Cho nên chúng ta cứ phải giao hẹn trước. Cái chuyện kiêm nhiệm đó là gì? Bắt buộc bạn phải thực hiện. Còn có, nếu như công ty rõ ràng được nữa là kiêm nhiệm như vậy chỉ là kiêm nhiệm hỗ trợ, còn công ty trả thêm tiền hỗ trợ bao nhiêu hay không là do công ty. Hoặc có được nhận lương cụ thể trong thời gian kiêm nhiệm đấy hay không là cũng phải nói rõ. Có hay không nữa nhé, đều phải nói rõ. Trường hợp nữa là kiêm nhiệm tạm thời trong trường hợp sự kiện đặc biệt. Ví dụ công ty xảy ra rủi ro, xảy ra sự cố. Rủi ro ở đây có rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động, rủi ro về mất nhân sự. Cùng một lúc bây giờ gì ạ? Một phòng ban bộ phận nào đó nghỉ luôn mấy người. Thế còn lại thì tôi buộc lòng phải điều động chứ làm nào? Chứ chẳng nhẽ lúc đấy anh bảo đây không phải việc của em. Thì đấy là cái khuyến nghị thứ tư. Thì tôi muốn rằng là các giám đốc, các anh chị hiểu rằng đối với người lao động cứ phải cơ đứt đuộc suốt, nói thật rõ ràng. Nói thẳng rõ ràng ở đây không phải là cái tính con buôn. Mà điều quan trọng nhất là chúng ta ngăn ngừa đi những cái tư duy không chính đáng từ phía họ. Đã là con người, ai cũng muốn có được sự rõ ràng. Ai cũng muốn rằng là thêm việc thì thêm tiền. Ai cũng thế. Đặt trường hợp nếu mình đi làm thuê mình cũng vậy rồi. Ví dụ cũng thế, bảo thầy về làm điều hành cho em, ok. Nhưng cũng phải rõ ràng. Đúng không? Thì cứ rõ ràng ra thế thì ở với nhau lâu. Miền Bắc mình có câu gì ạ? Yêu nhau là cứ rào rậu cho kín. Đúng không? Nó phải rất rõ ràng. Cái khuyến nghị thứ năm là khuyến nghị làm việc cùng người thân. Trong công ty là có giám đốc điều hành và có điều hành giám đốc ấy. Vợ chồng, anh chị em làm với nhau. Thì phải phân mảng chức năng nhiệm vụ thật rõ ràng và cố gắng tách biệt giúp cho càng nhiều càng tốt cái quan hệ gia đình, anh em, dòng tộc với quan hệ công việc. Đừng để cho nhân viên của mình, đặc biệt là các nhân sự cấp trung, không biết phải nghe ai. Ông giám đốc thì bảo thế này nhưng bà giám đốc bảo thế khác là không ổn. Cho nên lời khuyên là đối với những đơn vị chúng ta đang có những anh em, bạn bè, vợ chồng làm với nhau thì phải phân mảng rất rõ ràng. Phân mảng ra rồi thì phải làm cái này giúp tôi này. Kế hoạch hóa. Kế hoạch hóa là chìa khóa để không mất đoàn kết cho những nhân sự có quan hệ gia đình trong công ty. Tức là ví dụ tháng này xử lý vấn đề vướng mắc thế này, ngân sách đầu tư chi tiêu là thế này, thì nó cần phải được bàn bạc trước cho từng dự án. Nó cần phải được bàn bạc trước từng tuần và từng tháng để có cần phải bàn thảo. Thì bàn thảo luôn ở trên bàn họp, có sự tham gia của các cấp trung. Nó tránh đi các trường hợp là thế này. Thí dụ như là ông anh thì là làm tổng giám đốc, cô em gái thì làm trưởng phòng mua. Rõ ràng là với các nhân sự khác không có quan hệ huyết thống, thì giám đốc ra lệnh một phát thì anh em có xu hướng nghe hoặc là gì ạ, cũng không dám chống đối ra mặt nếu không hài lòng. Nhưng với cô em gái chiều nó mãi rồi, nó quen rồi, không có chuyện đấy. Người ta rất dễ lẫn lộn giữa một cái mệnh lệnh quản lý với cái quan hệ cá nhân. Khó lắm, không tách được. Cho nên lời khuyên là cứ phải ra chức năng nhiệm vụ rõ ràng, phân mảng ra. Thứ hai, kế hoạch hóa là chìa khóa để hạn chế cái đó lại. Chứ nếu không thì chỉ khổ anh em thôi. Nhưng mà khổ anh em thì nó chỉ khó chịu tí thôi. Chứ thiệt hại thì vẫn thằng nào thiệt hại ạ? Vẫn công ty thiệt hại, có đúng không nào? Và cái khuyến nghị cuối cùng, khuyến nghị thứ 6, không nên dùng nhân sự
hoặc phòng ban để can thiệp hoặc kiểm tra trực tiếp công việc của phòng ban khác. Có những anh quá chắc chắn, bố trí những nhân viên thân cận của mình âm thầm theo dõi kiểm tra phòng ban bộ phận khác. Những cái tư duy như vậy nó không hề có trong một tổ chức kinh doanh. Nếu làm như thế, chỉ mất đoàn kết và đình trệ kinh doanh mà thôi. Mà mất đoàn kết là một trong những ba cái rủi ro hệ thống. Mất đoàn kết, mất tập trung, mất thanh khoản là một trong ba rủi ro hệ thống. Mất đoàn kết nó tàn phá công ty một cách ghê gớm, tuyệt đối. Mà cái này là cái thứ gì ạ? Một là không cùng góc nhìn và nền tảng hiểu biết về tài chính kinh doanh. Hai là để thằng nọ đi giám sát chéo thằng kia cho nó chắc cú là cái thứ mất đoàn kết nhanh nhất. Lời khuyên là không. Quan điểm của tôi là tin thì dùng, mà không tin thì thôi. Chứ việc gì phải bảo thằng này đi giám sát thằng kia, xong âm thầm về mét của sếp. Chuyện đấy là rất không chính đáng. Tuyệt đối đừng có làm thế. Không. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chỉ là khuyến nghị thôi. Chứ còn thầy tin rằng là học viên mà đã đi học cùng với lại thầy mấy năm nay rồi thì chúng ta sẽ không có cái chuyện này. Nhưng trong thực tế nó vẫn có. Cho nên thầy cứ phải khuyến nghị. Vì cái bài này là bài thấp nhất, anh chị nhé. Thấp nhất. Đây là bài thấp nhất trong các bài quản trị. Mưu hèn kế bẩn đấy. Không nên dùng mưu hèn kế bẩn. Đấy. Còn gì nữa không ta? Đây là 6 khuyến nghị có liên quan đến công tác tổ chức vận hành công ty. Nếu chúng ta lĩnh hội được, nó sẽ đi vào tư tưởng của chúng ta. Nó sẽ phát ngôn ra trong những cuộc họp và các quyết định chúng ta ra, nó sẽ đúng.